Tuyệt. Con ơi à. Tuyệt. Chuyện này chỉ có Thanh và Phạm biết thôi nha. Đừng cho ai biết hết. Cứ coi đây như một lời giấc mơ. Tuyết sẽ biến mất khỏi cuộc đời của bạn. Nếu đúng như triệu chứng đã mô tả thì đây là một ca tâm thần phân liệt dạng nặng. Nói một cách ngắn gọn là có hai con người cùng tồn tại trong một người.